quý vị khán giả đang quay trở lại với phần 2 của chương trình tin tức tổng hợp. Bản tin tiếp theo cho hay Tòa Bạch Ốc nói về màn tranh luận của ông Biden là một đêm tồi tệ. Tòa Bạch Ốc vào hôm thứ Ba ngày 2 tháng 7 cho biết màn trình diễn vấp ngã của ông Biden trong cuộc tranh luận với cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vào tuần trước là một đêm tồi tệ. Chúng tôi hiểu, chúng tôi sẽ không lấy đi những gì các bạn đã thấy hoặc những gì người dân Hoa Kỳ đã thấy. Chúng tôi hiểu đó là một đêm tồi tệ. Chủ tịch Tòa Bạch Ốc Karine Jean-Pierre đã chia sẻ với giới truyền thông trong cuộc họp báo thường kỳ. Bà nói thêm rằng ông Biden đã kiểm tra sức khỏe hàng năm và chính quyền đã công bố các báo cáo về sức khỏe của ông. Màn trình diễn bị chỉ trích rộng rãi của ông Biden đã thúc đẩy những lời kêu gọi ông từ chức ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ. Cựu chủ tịch Hạ viện là Nancy Pelosi nhấn mạnh nhiều thành tựu lập pháp của ông Biden trong cuộc phỏng vấn với MSNBC vào hôm thứ Ba, nhưng cho biết đây là một câu hỏi chính đáng để hỏi liệu thành tích tranh luận của ông là chuyện một đêm hay là một vấn đề sức khỏe rộng hơn. Bà nói ông Trump nên được xem xét kỹ lưỡng tương tự. Chiến dịch tranh cử của ông Biden hy vọng có thể sẽ trấn an cử tri Hoa Kỳ. Phần lớn trong số họ nói rằng họ tin rằng ông Biden đã quá già để làm việc trong chính phủ, rằng tổng thống là lựa chọn tốt nhất để chống lại người tiền nhiệm Donald Trump. Thưa quý vị, quay sang phần tin Liên Hiệp Quốc cảnh báo vòng xoáy đau khổ của con người ở Gaza. Liên Hiệp Quốc hôm thứ Ba ngày 2 tháng 7 đã cho biết cuộc chiến ở Gaza đã tạo ra một vòng xoáy đau khổ của con người. Phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, Sigri Khad, điều phối viên tái thiết và nhân đạo cấp cao của Liên Hiệp Quốc tại Gaza, đã mô tả sự sụp đổ của hệ thống y tế công cộng và sự gián đoạn của hệ thống giáo dục. Bà Khad đã cho biết, các đợt bùng phát bệnh nhiễm trùng và bệnh truyền nhiễm đang gia tăng, đồng thời đã cho biết thêm rằng 1,9 triệu người hiện phải di dời trên khắp Gaza và khối lượng viện trợ vào Gaza hoặc được phân phối trên khắp Gaza đã giảm một cách đáng kể. Và theo thống kê của Israel, cuộc chiến ở Gaza bắt đầu khi Hamas tràn vào miền nam Israel vào ngày 7 tháng 10, giết chết 1.200 người và bắt khoảng 250 con tin, bao gồm cả dân thường và binh lính, quay trở lại Gaza. Và theo Bộ Y tế Gaza, cuộc tấn công do Israel phát động để trả đũa đã giết chết gần 38.000 người và khiến khu vực ven biển được xây dựng dày đặc trở thành đống đổ nát. Khoảng 2,3 triệu người sống ở Gaza, thưa quý vị. Trung tâm Hậu cần Trung Quốc và Kazakhstan tăng cường hợp tác kinh doanh trong thập kỷ. Cơ sở hợp tác hậu cần giữa Trung Quốc và Kazakhstan, một dự án hàng đầu trong sáng kiến vành đai và con đường gọi tắt là BRI, đã chứng kiến sự hợp tác kinh doanh ngày càng tăng giữa hai quốc gia. Khai trương vào năm 2014, cơ sở này đã xử lý hơn 500.000 đơn vị tương đương 20 feet, gọi tắt là TEU hàng hóa, thông qua các chuyến tàu chở hàng trực tiếp giữa Trung Quốc và Âu Châu trong những thập kỷ qua. Tuyến đường sắt nối cảng Liên Vân Cảng, phía đông của Trung Quốc và Kazakhstan, quốc gia không giáp biển lớn nhất thế giới, đã giúp cho cải thiện thương mại. Azilkan Beldelov đến từ thủ đô Astana của Kazakhstan đã làm việc tại cơ sở hậu cần giữa Trung Quốc và Kazakhstan từ năm 2017. Beldelov hiện là phó tổng giám đốc của công ty hậu cần quốc tế Trung Quốc và Kazakhstan cho biết, Kazakhstan là một quốc gia nội địa, không có đường ra biển. Hiện nay, đường sắt là một lựa chọn tốt. Cơ sở hậu cần tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại song phương, cho phép sản phẩm từ các quốc gia như Hàn Quốc, Nhật Bản được xuất khẩu sang Kazakhstan và đưa sản phẩm của Kazakhstan ra nước ngoài. Kính thưa quý vị, một bản tin từ Mexico, 19 thi thể xuất hiện trong xe tải trong tình trạng ngày càng bất ổn. Văn phòng công tố địa phương đã cho biết vào cuối ngày thứ Hai ngày 1 tháng 7, các quan chức an ninh Mexico đã tìm thấy thi thể của 19 người đàn ông chất đống phía sau một chiếc xe tải. Trong đó, các nạn nhân được cho là có liên quan đến cuộc đấu súng giữa một băng nhóm tội phạm Guatemala và băng đảng Sinaloa hùng mạnh của Mexico. Theo tuyên bố của công tố viên, 5 người trong số họ có dấu hiệu bị thương do đạn bắn và tất cả đều được tìm thấy ở phía sau một chiếc xe tải, mặc quần áo tối màu, áo vest chiến thuật cũng như kẹp băng đạn súng. Phát hiện đáng sợ này đã xảy ra ở bang miền Nam
Chiapas gần thị trấn La Concordia ở phía bắc biên giới phía nam Mexico với Guatemala. Bộ Ngoại giao nước Trung Mỹ nói với các phóng viên rằng lãnh sự quán Guatemala ở Chiapas đang trong quá trình xác định danh tính một số nạn nhân vì 4 đến 7 thi thể được cho là người Guatemala. Bộ này đã cho biết họ đã liên lạc với văn phòng công tố Chiapas và cho biết thêm họ đã làm việc để xác định quốc tịch của tất cả các nạn nhân. Bắn súng bạo lực bùng phát tại cuộc biểu tình chống chính phủ ở Mombasa của Kenya. Cảnh sát Kenya bắn hơi cay vào cuộc buộc tội những người biểu tình ném đá ở thành phố ven biển Mombasa vào hôm thứ Ba vừa qua, kéo dài một tuần bất ổn về chi phí sinh hoạt cao đã gây ra cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trong nhiệm kỳ của Tổng thống William Ruto. Bắt đầu như một cuộc tuần hành ôn hòa bởi hàng trăm người hô vang Ruto phải đi đã trở nên bạo lực, với cảnh quay cho thấy một người dân bắn súng ngắn vào người biểu tình và các cơ sở kinh doanh bị cướp phá. Truyền thông địa phương cho biết một số người biểu tình đã bị thương và được đưa đến bệnh viện. Các cuộc biểu tình trên toàn quốc cho thấy ông Ruto đã không thể dập tắt được sự tức giận trước khó khăn kinh tế, mặc dù đã hủy bỏ kế hoạch tăng thuế vốn gây ra các cuộc biểu tình lần đầu tiên vào tuần trước. Phong trào phần lớn không có người lãnh đạo đã phát triển mạnh mẽ trên mạng, từ chối lời kêu gọi đối thoại của ông Ruto. Thưa quý vị, Việt Nam, hơn 5.300 người chết vì tai nạn giao thông trong 6 tháng. Ủy ban Quốc gia về An toàn Giao thông Việt Nam hôm 1 tháng 7 đã cho biết đã có hơn 12.000 vụ tai nạn giao thông xảy ra khiến hơn 5.300 người thiệt mạng trong vòng 6 tháng đầu năm 2024. Và theo số liệu mới được Tổng cục Thống kê Việt Nam công bố, trong số 12.000 vụ tai nạn giao thông xảy ra, có 8.000 vụ tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên và 3.000 vụ va chạm giao thông làm cho 5.000 người chết, 5.000 người bị thương và 3.000 người đã bị thương nhẹ. VTV đã dẫn số liệu từ Tổng cục Thống kê đã cho biết. Như vậy, bình quân một ngày tại Việt Nam xảy ra 68 vụ tai nạn giao thông, làm 30 người chết và 30 người bị thương, cũng như là 20 người bị thương nhẹ. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn đã gia tăng 17%, số người chết giảm 11%, số người bị thương tăng 39%. Kính thưa quý vị, Việt Nam đứng hàng thứ tư trong danh sách 7 nơi bị xếp là nguy hiểm nhất trên thế giới đối với khách du lịch khi lái xe, bên cạnh các quốc gia láng giềng như là Thái Lan và Malaysia, theo công ty nghiên cứu phân tích dữ liệu. Swifters đã đo lường mức độ an toàn đường bộ tại 50 điểm đến hàng đầu thế giới dựa trên số lượng sự kiện bất lợi trên 100.000 dân mỗi năm. Bản tin cuối, tê giác trắng chào đời ở vườn thú Chile khiến cho du khách thích thú. Vườn thú Buin ở Santiago đã giới thiệu một chú tê giác trắng con được sinh ra trong khuôn viên của họ với du khách vào ngày thứ Ba. Trẻ em và người lớn hào hứng theo dõi cậu bé chạy cùng mẹ trong chuồng của chúng. Giám đốc sở thú Buin là tiến sĩ Ignacio Idarsoaga cho biết, chúng tôi là những người đi đầu trong việc tái tạo một loài đã bị tàn phá, đáng kinh ngạc trên toàn thế giới. Ông nói thêm rằng, đây là con tê giác trắng thứ ba được sinh ra tại vườn thú. Theo Hiệp hội Động vật học London, gọi tắt là GSL, một tổ chức từ thiện bảo tồn toàn cầu, tê giác trắng đang phải đối mặt với mối đe dọa săn trộm và mất môi trường sống ở Nam Phi, với 500 con bị giết vào năm ngoái chỉ để lấy sừng. Và một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã vừa theo dõi tin tức tổng hợp của đài IBC TV và chúng tôi cũng không quên cảm ơn những cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình. Xin phóng viên Lâm Hùng và Linh Trịnh xin trân trọng kính chào và kính chúc cho quý vị một buổi chiều vô lượng an lạc.